Bố Duy, ông ngoại là những cách gọi thân thương của các học viên và nhân viên ở Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, dành cho bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy. Công việc hàng ngày của ông không chỉ là bác sĩ bình thường, mà còn là bác sĩ cứu chữa cho hàng ngàn thanh niên lầm lỡ. Năm 1999, ông Duy về nghỉ hưu và kêu gọi đồng đội cùng mở Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa, với mong muốn sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh lầm lỡ, rời xa ma túy, làm lại cuộc đời. Cái đầu tiên tôi mong muốn là phải nói làm thế nào để cai nghiện ma túy cho đúng và để có kết quả thành công. Cái đầu tiên mình phải, vì đó là cái gốc của mọi vấn đề, phải nghiên cứu và học tập. Và bây giờ thì mình mới thấm ý thấy rõ rằng với người nghiện ma túy, cái vấn đề họ sử dụng ma túy từ cái suy nghĩ của họ, từ cái nhận thức của họ. Thế thì giờ phải ra khỏi ma túy cũng phải từ suy nghĩ nhận thức của họ. Ban đầu chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý và chuyên môn, nên trung tâm chỉ nhận từ 15 đến 20 học viên. Hằng ngày cùng với việc dành thời gian tham gia điều trị cho học viên, ông Duy tranh thủ tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến ma túy và cai nghiện, đặc biệt là liệu pháp về tâm lý, sau đó chia sẻ cho các đồng nghiệp và thử nghiệm tại trung tâm. 10 năm tôi làm cai nghiện ma túy ở trại giam Chí Hòa, về đây làm 22 năm nữa là cả 32 năm. Lúc đầu chúng tôi cắt cơn theo phác đồ an thần kinh, thì mấy cháu sản thuốc á, đi cứ chập chờn chờn, mà mấy cháu không có bình tĩnh rồi lẫn lộn, đánh lộn nhau. Thế sau này chúng tôi nghiên cứu và là thấy rằng trong cái phác đồ có clonidine, thì rộng tới mừng lắm, về làm thử. Thì thử từ cái hàm lượng thấp nhất rồi từ từ tăng lên, thì sau đó Bộ Y tế cho phép. Và hiện nay thì cái chương trình cai nghiện mà clonidine đã đưa vào cái điều trị của phác đồ điều trị của Bộ Y tế rồi. Đó là một cái vui của mình. Học viên ở trung tâm đa phần trẻ tuổi, được gia đình gửi vào đây với mong muốn tránh xa ma túy, làm lại cuộc đời. Khi có sự mâu thuẫn giữa các học viên, ông Duy luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ và lắng nghe từng ý kiến để có cách xử lý, thuyết phục hiệu quả. Chứ coi mấy cháu như con cái trong nhà, còn có nhiều cháu mà nó gây gỗ mà nó thì thôi con nói năng vậy là không có được rồi, thôi bố đi, giờ chiều nay tối rồi bố nói chuyện, rồi cho nó uống thuốc rồi nó tỉnh rồi vài bữa nói nó thì mấy cháu mới xin lỗi. Cười nói với anh em á, con cười cái gương thì cái gương nó cười lại với con, mà con hét nhăn nhó cái gương nhăn nhó với mình, hãy cứ thương mấy cháu đi và hãy cười với mấy cháu đi thì mấy cháu nó sẽ thoải mái với mình. Mà rõ ràng là cái trung tâm phải nói gần cái gia đình đó. Đối với em đó là một sự kính trọng em dành cho bác sĩ Duy, vì đã mở ra trung tâm điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa để cho tụi em có thể phát triển và học tập theo từng ngày. Điều thứ hai đó là tình yêu thương, chăm sóc mà bác Duy nghĩ tới và dành tặng cho tụi em. Em phải bắt đầu lại từ đầu, tuy nó có rất nhiều khó khăn, nhưng bản thân em vẫn phải nhớ đến gia đình, nhớ đến các thầy cô, tạo cho em một cái động lực, phải cố gắng để có thể bỏ qua sự mặc cảm của bản thân hay là xã hội đánh giá vào chính tụi em. Tụi em phải bắt đầu lại. Tối thiểu là phải có cái tâm. Đầu tiên có cái tâm thì đừng làm cai nghiện ma túy. Cái vui của mình là đi dọc đường thỉnh thoảng là có cháu quay lại, bố nhớ con không? Thì nhiều quá bố đâu có nhớ nổi, mấy chục ngàn đứa rồi. Mỗi ngày, ông Duy không chỉ dành trọn thời gian cho các hoạt động điều hành, nghiên cứu nâng cao chất lượng cai nghiện, điều dưỡng, phục hồi cho học viên, mà ông còn lan tỏa tinh thần tích cực, cách ứng xử với từng học viên, cán bộ, nhân viên trong trung tâm này. Dù đã ở tuổi 76, nhưng ông vẫn luôn đau đáu làm sao để trung tâm phát triển và học viên sẽ hiểu được giá trị của bản thân, không còn tái nghiện trở lại.